một tấm phẩm huyền. Cây này thì rất quái, nó từ một cái đã tràn chậu anh em nhá, tràn chậu ôm rễ xuống này. Mình cảm giác như kiểu đĩa bay nhỉ anh Thìn nhỉ. Em thì em cảm giác như kiểu là phi thuyền đang chuẩn bị cất cánh bay lên. Anh em nhìn dễ bẹt này. Vẫn quanh chậu. Một tay huyền ngoánh sang ngang. Chúng ta có thấy đường quái ok này. Nói là đồ chơi của anh Đại rất đẳng cấp. Chúng ta cùng lướt qua một số phiến đá của anh ấy. Không biết được gọi là cái gì nhưng mà như kiểu là tựa tựa như có cái sập anh em ạ. Sập đá. Đây là hai con chó đá canh nhà. Hai con cóc vàng nha. Hai con cóc đá. Anh em có biết cái này là cái gì không ạ? Rất nhiều đá cổ anh em nhé. Chúng ta cùng lướt qua một vòng để xem không gian của anh Đại. Anh Đại thì không chơi đôn gì hết, chơi toàn bộ bằng đá hết. Mà toàn đá cổ anh em nhé. Chúng ta lại gặp một tác phẩm huyền. Phải nói là đường chạy rất khó chịu. Si huyền anh em. Phải nói là độ già của si nó hóa nó biến dã man luôn anh em ạ. Rất đẳng cấp. Đấy, anh còn rất nhiều những cối xay đây. Đây, đây là toàn bộ không gian nhà anh. Đây là tác phẩm danh danh, cũng được nằm trong một bể đá. Tác phẩm nhỏ của anh rất đẹp này, cây sung của anh em nhé. Cây sung của anh phải nói là cũng là nhỏ nhưng có võ. Quả rất nhiều anh em này.
lại tiếp tục một tác phẩm đành giành. Một sân chơi phải nói là rất rất đẳng cấp anh em nhé. Xi nhỏ của anh cao tầm khoảng 20 cm. Tác phẩm Xi này cũng rất đẹp anh em này. Về mặt bằng cây của anh Đại thì phải nói là yếu tố già đặt hàng đầu. Rồi, bonsai giờ xin kết thúc video ở đây và xin chào toàn thể anh em. Chúc anh em thật nhiều sức khỏe.